Xin chào, lâu rồi tôi không có đăng clip cứu động vật cho các bạn xem. Bởi vì tôi sợ mấy người hiểu lầm, gọi hỏi mua thú hoài. Với nhiều người thả thú không có điều kiện quay phim, cũng không biết cách đăng video, nên tôi cũng không có được những cái đoạn clip thả thú chất lượng cao, nên không thể dựng thành clip chuyên nghiệp được. Với lại cũng đang không có thời gian phải lo giúp các em nhỏ bơi trở thành người cá, phụ bảo vệ động vật. Cũng vì thả thú hoài mà tôi bỏ rất nhiều hoạt động của người cá trên thế giới. Như tháng 6 này có cuộc thi bơi đường dài từ đảo vào đất liền, đã khởi động chương trình. Tôi đã đăng ký tham gia $150. Mà giờ tôi không đủ tiền xài nữa chứ huống hồ gì mà mua vé máy bay qua đó. Nói chung, trước mắt giờ, cứu được con vật nào thì tôi sẽ cố gắng làm hết mình. Các bạn ủng hộ tôi ôn thì thiên nhiên động vật Việt Nam còn cơ hội được cứu. Tôi không đủ sức cứu thì các đệ tử tôi sẽ phụ. Vì cứ mỗi em đăng ký học bơi, giờ tôi sẽ lấy lời là 500 ngàn của các em để dành vào việc thả thú và tha thứ cho những ai đang làm hại động vật. Thì cứ để học viên đông đông lên, rồi mỗi tháng sẽ làm chương trình để dẫn các em đi phóng sanh cứu động vật một lần. Thì tháng này thì tôi cũng nhận được khoảng 10 em rồi, cũng rất là vui. Cuộc đời của Tiun bây giờ sống vì thiên nhiên và động vật, không màng gì nữa cả. Nên sắp tới những công việc liên quan đến kinh doanh, mua bán này kia để cho em của Tiun quản lý. Còn cuối tuần thì Tiun sẽ luôn có chương trình tặng quà kêu gọi bảo vệ động vật. Tiun sẽ tặng áo in hình động vật miễn phí do chính Tiun thiết kế. Mục đích là để ai mặc cái chiếc áo này, hãy nhớ đối xử bình đẳng với tất cả loài vật. Bạn có thể sưu tầm áo kêu gọi bảo vệ động vật của Tiun. Những thiết kế của Tiun là độc quyền, không quảng cáo cho công ty nào cả, chỉ dành cho động vật mà thôi. Bây giờ các em rác cá bị hại này sẽ được thả trả lại với thiên nhiên. Cảm ơn anh bạn đã giúp Tiun quay lại cái cảnh thả rác cá này ở Đắk Nông nhé. Nhìn bé rác cá làm Tiun nhớ tới Titi, cái con rác cá mà Tiun đã rất yêu quý và nó đã bị người ta bắt. Nếu một năm trước mà tôi nổi tiếng như bây giờ thì chắc rái cá Titi sẽ không mất tích. Vì bây giờ có rất nhiều người gọi tôi mua rái cá. Những ai mà bắt được các con rái cá, họ đều liên hệ với Titi. Đó cũng chính là lý do tôi cần được ủng hộ nhiều, nhiều cái đăng ký trên YouTube là vậy. Tóm lại, xin các bạn đừng hại rái cá nữa. Còn thấy ai hại chúng thì thông báo cho Titi biết. Tôi chỉ muốn những con rác cá được tôi từng thả và anh chị em của chúng có cuộc sống bình yên. Rồi, ok, cuối tuần này tôi sẽ tặng áo rác cá cho các bạn. Ai may mắn sẽ được nhận. Hãy yêu quý rác cá như cha mẹ của mình, rồi các bạn sẽ thấy cuộc sống này thật đẹp. Nhưng mà không cho ăn được sống nữa. Mình đang nói nhem 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 đây mà quay đi. Kệ, cứ để vậy. Bây giờ nó không ăn là hồi chứ biết sao giờ. Tại này nó ăn cá hấp rồi, giờ không ăn ở đâu. No. Cái nhìn cái bụng nó như kiểu có bầu kìa. Để cho nó uống nước rồi. Đấy, uống nước nhá. Hay cá nó uống nước nó uống gì? Tí nữa. Phải thả cái chỗ đó mà. Vào tận cầu 14 xa biết. Dạ. Bị thiệp đi mệt quá. Rồi. Bây giờ nó không ăn rồi. Nó ăn no nó chẳng ăn gì đâu. Tâm nào bảo lấy tâm mẹ chứ bảo lấy tâm mày chị ạ. Chắc nó không ăn lại thôi chứ biết sao vậy. Bình à, Bình đưa cái bao kia biết cho chú Long, để chú Long thay qua coi nào. Khiếp, đứng lên như con khỉ ấy, như khổ con khỉ. Rồi, để chú Long thay qua. Bao này không ăn cơm mà nó lại làm bẩn. Khiếp quá, khiếp nó cắn. Nải mẹ nó cắn nó một cái.
Đây vừa là con gì nhỉ? Đây này. Con giải có một cháu. Ờ, chưa vô đấy. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Chưa đấy nha. Đấy. Đúng rồi nè. Dây cá ăn cá phải nè. Đây con có hộp ma của cô Lan. Cô bỏ vô cái mà ăn như điên luôn. Đây mua cả hết cho mà. Kì thật, nó bẩn quá. Để xả cho ướt, cho mát nha. Đấy, cho nó mát. Cắn khiếp, nó cứ cắn lưới kìa, ghê thật. Cắn lụt đi, đồ xí này cũng được. Về có em mèo ăn cơm không? Khiếp hùng nhỉ. Cây gì ta? Này để cho thằng Vĩnh, thằng Bình với chủ yếu là hắn cởi đi thả đi, hắn đi có luôn. Đi thôi bà cái lắm lố thôi. Đi đông xuống đông không? Ba bốn người để một xe đi kiểu gì? Hả? Ba bốn người mà mẹ biểu đi xe buýt thì sao mà đủ? Đi xe buýt thôi xuống đó đây, tờ tăng bó nó đi. Cho đi khác, đời sáp cho biết luôn đi rồi còn. Vô lấy hổ báo đời toàn đồi núi không cái đoạn kia rộng không? Nếu mà ấy muốn biết thì cho thẳng ở đấy sao mà cho biết. Tặng quân lối này. Tặng lưng thật. Khiếp, nước đá này xuống. Qua bên kia thải đẹp nhỉ. À, có đá đâu. Quấy đá đấy. Quấy đá đó. Đây chắc thả đấy thôi. Thả đâu giờ? Xứng rồi. Mai thả nhỏ cảnh nha. Vê chua thiên hướng nha. Thả quá cho đi rồi thôi. Thằng cái này không kịp rồi phải. Kịp, quay lại chứ. Kịp không? Quay lại chứ. Thôi, cứ quên rồi, đi lên trên đấy.